Ok, lâu quá rồi các bạn yêu cầu mình hãy làm một cái lớp học vấn về heo. Ok, bữa nay thì nhân dịp là heo mình về rất là nhiều, nên mình sẽ làm một cái lớp phổ cập để lại một lần nữa toàn bộ tất cả các loại heo mà đang có mặt trên thị trường. Trong vòng vài ngày tới nữa sẽ còn về nhiều nữa, nhưng mà hiện giờ nó đang là như đây, nên mình sẽ bắt đầu ha. Rồi, thì đầu tiên trên thị trường chúng ta sẽ phân ra hai dòng chính là dòng heo 108mm và dòng heo 100mm. Thì đầu tiên để phân biệt được đâu là 108 hay đâu là 100 thì chúng ta phải có cái thước kẹp. Thì đơn giản lắm. Đó, 100 và 108 là con số gì? Đó chính là khoảng cách từ tâm lỗ bắt ốc bên đây qua tâm lỗ bắt ốc bên đây. Thì đa phần những con heo mà lỗ bắt ốc có tâm cách nhau 100mm á, thì đa phần là những thương hiệu xe của châu Âu. Và những cái xe mà có khoảng cách heo này 108mm á, là đa phần là xe của Nhật. Nhưng mà sau này thì nó đã có những thay đổi là những cái xe Nhật vẫn xài heo 100, cái đó tùy vào cái đơn đặt hàng. Thì đầu tiên mình đang cầm trên tay đây là con heo màu đen như thế này. Đây mình được gọi cái mẫu này trên thị trường nó là K50. Mẫu này hàng nhái rất là nhiều lắm. Đó, bởi vậy nên mọi người mà không biết á, thì sẽ mua chúng những hàng nhái giá rẻ mà cứ mang mác là hàng tháo xe hay là hàng qua sử dụng là sai lầm. Rất là nhiều người ta chơi trò đó. Bởi vậy nên mình chỉ là chuyên bán là hàng phải đúng từ trên xe nước ngoài mình tháo ra mình mới bán thôi, chứ còn không bao giờ mình mua lại heo ở Việt Nam để mình bán lại cho khách hàng của mình. Cái đó là một điều cấm kỵ, tại vì heo Việt Nam này lô nhiều lắm. Rồi, dòng K50 này thì nó sẽ có khá là nhiều màu tùy vào xe. Đa phần cái mẫu màu đen này nó sẽ ở trên BMW, Ducati nó vẫn có luôn, nhưng mà nhiều nhất là sẽ thấy trên BMW cũng nhiều. Rồi, ngoài ra BMW mà mấy dòng kiểu Touring hay gì đó là cũng xài nhiều. Rồi, ngoài ra cái mẫu K50 đó nó có phiên bản trên một cái những cái dòng xe Ducati. Đó là như thế này, nó chỉ khác màu thôi. Và một cái số dòng xe phiên bản đặc biệt thì nó có thêm cả chữ Brembo, chữ in ở phía đằng sau con heo nữa. Đó, để tăng thêm cái giá trị thương hiệu cho nó. Rồi, đó là hai màu của nó. Rồi bây giờ mình, đúng rồi, thì đa phần trên thị trường nó sẽ là màu K50, nó sẽ là màu đen và màu titan là nhiều. Và lâu lâu nó sẽ có những màu vàng, một cái số dòng xe của Aprilia hay gì nó sẽ là K50 màu vàng, nhưng mà nó cũng hơi ít. Thì nói chung là về giá thành bán ra thì giá nó chỉ như nhau, thì nói chung là chỉ là phân biệt heo bên trái với heo bên phải thôi. À, để mình nói luôn heo bên trái, heo bên phải là sao. Đây là con heo bên phải nè. Đây là con heo bên phải nè. Đây là con heo bên trái, thì hai con heo nó hình dáng y nhau hết. Nó chỉ khác nhau là ở cái điểm bắt ốc dầu đó, nằm phía trên. Đây này nằm bên trái, nằm phía trên bên trái. Thì khi mà con bên trái thì sẽ luôn bán rẻ hơn con bên phải khoảng 500 ngàn. Thì lý do, nhưng mà thật ra bạn có thể lấy con heo bên trái này bắt qua bên phải vẫn được. Thì nhưng mà chỉ có một cái là khi mà bạn bắt qua bên phải á, bạn để hướng như thế này mới là đúng á, thì cái dây dầu nó bắt ở dưới vậy thôi. Còn lại hoạt động của nó thì cả hai con heo đều y như nhau hết, không có một vấn đề gì về hoạt động hết. Bạn có lắp heo bên trái hay bên phải gì nó chỉ khác ở điểm bắt dây dầu mà thôi. Rồi, đầu tiên đó là cái phần K50. K50 này thì đa phần là sẽ gắn lên những cái con xe mà ở dạng phổ thông. Phổ thông mà kiểu như thương mại bình thường nhé, không đến nỗi là quá rẻ và không phải là quá mắc, thì sẽ được trang bị là Brembo K50. Và ở một cái cấp cao hơn á, thì bắt đầu nó sẽ tới heo M40. Rồi, heo M40 là đây. K50 thì chỉ duy nhất một dòng 100mm. Nhưng bắt đầu tới heo M40 cho những xe cao cấp hơn một tí xíu, thì với M40 thì nó sẽ phân ra hai dòng M40 của 100mm và M40 của 108mm. Mình đang cầm trên tay là cái mẫu M40 100mm. Và hai cái mẫu 100 và 108mm nó sẽ khác nhau khá là nhiều. Nói chung là về hình dáng á, bạn nhìn vào là bạn sẽ thấy nó khác rồi. Phần M40 và 100 á, thì cái mặt trước đây nó sẽ là mặt phẳng chữ chìm. Rồi, còn thằng M40 và 108 á, nó sẽ là chữ nổi. Về kích thước thì hai thằng nó có vẻ là ngang với nhau hết. Sử dụng chung luôn một loại phe, một loại bố, cho dù nó là khác 100 hay là 108, nhưng nó vẫn xài loại phe và bố thắng chung. Nó chỉ khác nhau tí xíu nhưng vẫn xài chung qua lại được, mình không có vấn đề gì đó. Khác là khác ở cái phe cài thôi, chứ còn bố thắng là xài chung một loại luôn. M40 là xài chung luôn nha. Đó, thì thằng M40 100 này á, trên Ducati á, thì đa phần là nó những dòng xe Ducati như là 1098, 1198 hay là 848 thì đa phần nó sử dụng rất là nhiều. Và những con MV Agusta hay là những cái xe của Ý cũng sử dụng cái dòng heo này rất là nhiều.
phần lớn phiên bản màu của nó là phần màu titan, và có một số ít là có bản màu vàng, đa phần là titan, còn bản màu vàng bản đặc biệt nên ít hơn tí. Rồi thì M40 này là cái bản cao cấp hơn thì nó sẽ giá thành là mắc hơn K50 đó. Rồi 108 thì đây là heo 108 ha. Rồi heo 108 thì 108 M40 á thì nó lại sẽ có nhiều màu, nhiều nhất á là màu bạc và màu vàng. Màu bạc là nhiều nhất, rồi xong bắt đầu mới tới màu vàng, rồi màu vàng mới tới màu đen là ít nhất. Rồi ngoài ra nó sẽ có một số màu nữa mà do chính hãng bán đồ chơi luôn, nhưng mà nó bán rất là mắc, một con heo khoảng 10 triệu hơn lận. Chính hãng Nhật Bản thì những con heo đó đã được độ cái màu riêng, có thể là màu đỏ, có thể là màu đen bóng, có thể là màu xanh dương, có thể là màu xanh chuối. Những cái con đó rất là hiếm, mà thường là khi mà mua nó phải là ở trong nguyên một hộp nguyên siêu và có dán tem của chính hãng Nhật Bản thì mới là đúng, chứ nó không thể nào có giá rẻ được. Còn giá rẻ là đồ nhái, heo dòng đó cũng có đồ nhái rồi. Đó là mình kết thúc cái phần M40 ha. M40 bây giờ bắt đầu mình sẽ tới một cái dòng khác mà nó hãy cùng cấp với lại thằng K50, đó chính là heo trên BMW S1000. Thì đa phần những con heo BMW S1000 hoặc là những con dòng BMW cũng sẽ có một số dòng phổ thông nó sử dụng con heo màu vàng này, nó là ngang hàng với K50, nhưng mà mình kêu nó là BMW S1000. Cái bản điểm khác biệt của nó chính là cái gì? Cái bố thắng của nó, nó không xài một cái bố dài hạ cả hai bên, mà nó xài ở mỗi piston một cái bố. Theo mình đánh giá là với mỗi piston một cái bố như thế này thì cái cảm nhận thắng rất là ok. Nhưng mà chỉ có một cái là nó có một cái giá thành về bố thắng nó sẽ mắc hơn khoảng 30% so với những dòng heo khác khi mà thay thế. Tại vì nó bốn mảnh là mấy thằng kia có hai mảnh thôi, chẳng hạn mấy thằng kia 600-700 thì này phải mắc hơn 100-200 đó, 700-800 kiểu như vậy đó. Thì dòng BMW S1000 này thì nó có màu vàng là đa phần gắn BMW, rồi có một số phiên bản là màu bạc thì nó gắn kiểu mấy con KTM của Ý, những cái bản cao là nó cũng có luôn. Nói chung là chỉ có đa phần là màu vàng màu bạc. Rồi, rồi tới bắt đầu cuối cùng đó chính là một cái con heo M50. Đây, đây là trên tay con M50 của mình. M50 100mm. Rồi, mẫu M50 100mm này á thì xe thương mại, xe phổ thông, những cái dòng mà cao cấp thì sẽ được trang bị con M50 này. Thì con M50 này đa phần là sử dụng cho những dòng xe cao nhất giống như là 1299, rồi mấy con 1199, hoặc là những cái con KTM Superduck mà bản cao cấp thì nó sẽ xài dòng M50 này. Thì M50 này ngay cả ZX10 Kawasaki vẫn xài M50 này, nhưng mà có một điểm khác biệt, đó chính là những cái con M50 mà của xe Ý á thì nó sẽ sử dụng con ốc dầu á, con ốc mà bắt ốc dầu á, nó sẽ cái kiểu khác so với lại con M50 mà của Nhật Bản. Nó chỉ khác những cái con ốc dầu đó thôi, chứ nó không khác gì cả đó. Còn lại hiệu quả rồi tới cả bố thắng rồi phe cài tất cả nó xài chung, mình chỉ phân biệt lại cái đó. Và cái màu sắc của mỗi dòng, có thể là mỗi cái lứa heo gắn cho Kawasaki hoặc là gắn cho Ducati nó sẽ có hơi khác biệt nhau một tí xíu, sáng hơn hay là tối hơn thôi, chứ còn lại hiệu quả nó thì y như nhau. Và ngoài ra một cái đặc điểm nữa là chính là bố thắng của M50 nè, bố thắng của M40 108, M40 tất cả là xài chung một loại bố thắng và là một cái phe cài xài chung với nhau hết, nó không có điểm khác biệt gì nhiều, có thể xài sàn qua sàn lại được hết chứ không có gì phức tạp cả. Rồi đó là tới M50 100mm ha. Rồi bắt đầu tới cái con heo mà Brembo hai bit đối xứng. Rồi hai bit đối xứng này thì thị trường tràn lan đồ nhái rất là nhiều, rất là nhiều, gần như là ở ngoài đường mà chạy xe 10 con hết mẹ nó khoảng 7 con 8 con là đồ nhái rồi đó. Còn mà đồ real thì chắc chỉ hãng bán rất là hạn chế thôi. Rồi thì với cái mà dòng Brembo hai bit đối xứng mà của Zin chính hãng á thì đa phần nó sẽ có màu titan là nhiều nhất, màu đen là ít, màu vàng cũng ít và màu bạc cũng ít luôn. Tại vì những cái màu đó là một số dòng nó sản xuất, số lượng xe ít nó sản xuất ra thôi, nhưng mà về kết cấu, về cấu tạo và sử dụng thì như nhau. Nhưng mà Việt Nam hiện nay thì rất là nhiều người đi mua những con heo nhái ở ngoài, nó chỉ giá khoảng chỉ tầm triệu mấy 2 triệu, nhưng mà về lại bùa cho nó dơ dơ rồi lại bán gắn dây dầu bắt heo vô để mà gọi là hành heo tháo xe á. Thì những bạn mà không biết, cứ lúc nào cũng nghĩ ôi sao bữa nay heo tháo xe rẻ có cũng bằng giá heo mới, mà các bạn mua về là các bạn sẽ bị lầm. Tại vì cái chuyện mà
tháo xe hay không tháo xe chỉ có người bán biết thôi. Giống như mình bán là mình chỉ có mình mới dám xác nhận là con heo của mình bán ra là 100% tháo xe, chứ còn người khác bán ở thị trường Việt Nam là mình không dám đảm bảo, mình không dám nói gì hết, tại vì bị nhái rất là dữ. Phải mổ bung nó ra thì mình mới biết nó là heo như thế nào. Bây giờ mình chỉ 100% nhập bên nước ngoài về, bây giờ nên cái giá heo của con mà logo lớn á là 4 triệu một con. Còn với những cái con mà logo nhỏ, màu titan, màu vàng hay là màu xanh rêu như thế này, màu xanh rêu là hơi bị hiếm nha, thì giá nó chỉ tầm khoảng 3 triệu rưỡi một con thôi. Đó, cái màu này là nó màu hơi xanh rêu tí nè, còn màu này là nó màu bạc titan nhiều tí nè. Đó, có một sự khác biệt, cái màu này là màu lạ nè, mình cũng mới thấy lần đầu, nó hiếm, một số dòng xe nó mới có thôi. Rồi thì với cái phiên bản heo 2 bit này á, thì người ta lại hay có cái khái niệm là heo đúc, bít tông đúc. Không có con heo nào mà cái bít tông đúc hết, toàn bộ con heo á, cái bít tông lúc nào nó cũng phải rỗng ruột. Đó, để làm chi? Để khi mà nó nóng nó giãn nở được. Còn khi các bạn mà nhìn vô con heo, các bạn thấy bít kính lại thì nó không phải là đúc, mà nó là một cái nắp chụp nhựa để bịt nó lại. Cái nắp chụp nhựa đó là tùy vào dòng xe người ta yêu cầu. Thường đa phần những dòng xe mà đi sình bùng dơ như KTM hay là Aprilia hay gì đó thì nó sẽ thiết kế thêm cái nắp chụp đó. Nắp chụp đó gắn vào mở ra nhưng mà nó khá là giòn. Thì khi mà gắn vào thì nó sẽ bịt kính lại. Nó giống như con giống như con này đây. Đây các bạn có thể thấy con heo này là nó bịt kính. Có thể nhìn đây không thấy nhưng mà nó bịt kính nè. Đó, còn con này thì chẳng hạn như nó lại hở. À, nó chỉ là vậy thôi, nó chỉ là khác nhau là ở có cái miếng nhựa chụp che lại hoặc là không thôi. Thật ra thì theo mình thấy thì tất cả những con heo mà nó mình sử dụng của Rambo á, nó chụp có thể là để nó tránh, mà kiểu như mình khi mà đi sình lầy ngập mà nước sình nó văng qua tới con heo, nó chui trong bít tông nó đóng á, hay là rỉ nước bên trong thì nó sợ vậy nên nó bịt. Nhưng mà thực tế theo mình thấy thì những cái dòng xe giờ có ai mà chạy mà đi lỗi tới cả đó đâu mà cần xài. Bởi nên cái quan trọng á là cái con heo của mình phải là đồ zin 100% xịn, chứ không phải là chuyện bít hay không. Đó, cái nào cũng vậy hết. Rồi đó, thì heo Rambo đối xứng thì nói chung là cái màu của nó thì nó sẽ hơi, nói chung là nó sẽ cái màu của nó có hơi lật lật nhẹ so với cái màu ngoài thị trường, nó sẽ đậm hơn. Nói chung là phải để kiểu hàng nhái kế bên rồi hàng riêu kế bên thì chúng ta mới có thể xác nhận được thôi. Rồi, đó là về heo ha. Heo thì đa phần là Ducati nhiều. Rồi sau này thì có nhiều hãng như KTM hay là gì cũng, nói chung là đa phần là heo 2 bit đối xứng là tháo trên Ducati là nhiều. Rồi bắt đầu qua tới một dòng nữa, đó chính là dòng heo 2 piston đặt một bên. Thì những dòng heo 2 piston đặt một bên này thì mẫu mới nhất là chẳng hạn như mẫu này thì mình gọi nó là mẫu con sò, thì nhìn nó giống như một con sò. Thì mẫu này rất là nhỏ gọn và lực thắng rất là tốt, bố thắng thì nó rất là dài. Rồi đây là mẫu mới nhất nha, nó là màu titan, màu titan mà hơi sáng. Rồi ngoài ra thì có những cái phiên bản màu cũ hơn của nó, thì mẫu titan sáng này thì nó chỉ có bên trái thôi, tại vì nó chính hãng của KTM. Còn bắt đầu những cái mẫu mà cũ như heo màu đen của những cái dòng Ducati á thì nó sẽ là cái mẫu như thế này. Rồi nó không có khoét cái lỗ. Thật ra thì bạn nào muốn khoét thì mình có thể là CNC phay khoét cũng được, mình đã thử rồi, phay cái lỗ y chang như con kia thì nhìn cũng xem thôi. Thì con này thì nó sẽ có phân ra được cả bên trái và bên phải. Đây là heo bên phải nè. Với những heo bên phải này, với những chiếc xe mà đĩa lớn thì mình có thể làm bát ghép vô hay là mình có thể xài được luôn. Thì những con heo mà con sò này thì giá nó chỉ tầm khoảng tiền từ 3 triệu đổ lên thôi là ok. Đó, đó là về heo 2 bit đối xứng. Rồi tiếp đến là phần heo của những cái xe phổ thông như là heo bông mai R6 nè, heo R1 nè, rồi này heo R1 đời mới nè, này đời cũ nè, đời cũ là 6 bit, đời mới là 2 bit stone. Rồi thì nó chỉ phân ra là bông mai vàng, bông mai bạc hoặc là bông mai titan, nó là tùy vào cái phiên bản thôi. Còn sử dụng thì cùng một hãng là Sumimoto sản xuất, và cái công dụng hiệu năng của nó là như nhau. Giá thành thì khá là ok, chỉ tầm dưới 3 triệu thôi là đã có một con rồi, ngon lành. Và những dòng K50 này thì tầm 4 triệu mấy là đã có một con rồi. Rồi kế tiếp tới cuối cùng ha, cuối cùng đây là cái dòng Nissan F4 nè, mà mọi người đã từng nghe mình nói nó là một con heo nhỏ gọn cỡ con 2 bit đối xứng thôi, nó lớn hơn 2 bit đối xứng một tí xíu à, nhưng mà nó sử dụng là 4 piston lận. Con này lực thắng rất là tốt, nó hơn con 2 bit đối xứng, nhưng mà nó dĩ nhiên nó không thể nào bự bằng, nó không thể nào ngon bằng mấy con bự như thế này. Rồi còn một, ngoài ra một cái combo nữa mà dành cho tháng sau, những chiếc xe như là Exciter, Winner, Sonic hay gì đó, nhưng mà nhất định là phải lên đĩa 220. Thì đây là cái bộ nguyên cái combo của con heo con xe KTM. Thì phía đằng sau nó là bát này, nó xài dành cho đĩa 220. Chúng ta chỉ cần cái xe chúng ta lên đĩa 220,
chúng ta có thể sử dụng bát này lại luôn, khỏi phải chế bát CNC nữa, đỡ tốn kém. Và ngoài ra nó đi nguyên combo, nó có cả bên bình dầu liền đi theo, mình sẽ làm Benty là mình gắn xài kèm với dầu luôn. Thì nguyên cái combo này đang hợp lý với giá chỉ 5 triệu thôi. Đó, còn ai mà muốn mà tách lẻ đó thì con heo bát là 3 triệu, ben đạp 2 triệu. Rồi còn lắp ráp thì ai muốn lắp xe gì thì mình lắp thôi, dễ mà. Rồi, ngoài ra cái chuyện mà heo thắng thôi, mình sẵn mình show luôn những cái vụ mà cùm thắng đây. Đó, nhiều anh em sẽ hỏi là cùm thắng logo lớn, logo nhỏ là cái gì. Ngoài những cái cùm RCS thì nó còn có cùm logo lớn. Thì trên tay mình đây là cùm lớn, đó là cái logo nó lớn nè. Lớn như vậy thì gọi là lớn, đó. Nhỏ thì nó chỉ bằng có một nửa tí xíu à, khoảng bằng 1/2, 1/3, cái đó thì gọi là logo nhỏ. Thì cùm này logo lớn, cùm màu vàng này nó đặc trưng của ZX10, Kawasaki ZX10. Cùm cái màu vàng này và kèm tay. Rồi bắt đầu cùm màu Titan, logo lớn, nói chung là hai cái cùm này về hình dáng là có nhiều nét tương đồng với giống nhau, nhưng mà có một tí xíu khác. Trên đây thì có mã số, trên đây thì mã số nằm dưới. Rồi thì cái tay thắng của mẫu này là mẫu 1199, thì cái tay thắng nó sẽ khác một tí xíu, nó sẽ bị bè ở bự phần này ra, trong khi tay của BMW của ZX10 thì nó sẽ thon gọn lại. Thì những cái mẫu Ducati đời cũ nó sẽ thon vậy, thì thật ra là tùy người thích thôi, nhưng mà những cái mẫu này sẽ mắc hơn, cái mẫu tay mới này sẽ mắc hơn. Rồi ngoài đây là cái cùm côn nha, cùm côn mình vẫn có thể lật qua bên kia thành làm cùm thắng được luôn, mình gắn rất là nhiều khách vì giá của nó khá là ngon bổ rẻ. Thì những cái cùm côn nó chỉ giá chỉ tầm khoảng từ 3 triệu mấy thôi, còn với cùm thắng thì nó tầm khoảng 4 triệu. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ còn có những cái bộ đồ ăn chơi, giống như đây là cái bộ bên côn dầu Magura đi kèm tay nè. Đó, nguyên cái cùm côn dầu đó, đi kèm dây với lại bên giật luôn, xài rất là nhẹ, rất là ngon. Ở bên đây thì có những cái linh tinh như là tay carbon cho những cái cùm Ducati nè. Rồi những cái bộ cùm siêu mini dành cho những con xe mini. Đó, đây là những cái con xe KTM mini nhỏ xíu nè. Đó, các bạn thấy ha, đồ này rất là nhỏ, rất là cưng. Đó, của Formula. Và những cái đồ nhỏ này vậy chứ mà nó rất là có vỏ, thắng ăn, nhưng mà giá thành của nó rất là cao vì nó hiếm nữa. Rồi, chẳng hạn như bên thắng xa, có bên bình dầu liền của KTM nè. Bên nó rất là nhỏ, mini, phải đi những con mà Dio, Jock hay là gì những nó xài thì rất là phù hợp, nhìn nó dễ cân. Nhưng con heo bự quá cho nên nhìn con không ngon. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của cặp heo này. Hy vọng là mọi người sẽ có một cái kiến thức về heo để mà tránh mình mua sai, mua lầm. Chỉ có người bán biết được sự thật thôi. Người mua thì lúc nào cũng mua lầm hết. Bây giờ nên hãy chọn chỗ uy tín mà mua, đừng có vì tiết tiền một ít ba đồng mà bạn gắn một con heo thắng dỏm lên trên xe. Dỏm lên xe em rất là nhiều phiền phức và anh đem nguy hiểm tới tính mạng của mình nữa. Tại vì mình chạy nhanh mà mình thắng mà lỡ nó có vấn đề gì, nó hư con heo hay là cái gì đó, tại vì do heo dởm, heo nhái mà, thì tính phụ thuộc vào chuyện đó của bạn là có thể con heo được sao. Vậy nên tốt nhất là hãy mua một con heo xịn, heo mắc tiền để mà xài mãi mãi luôn. Giống như khách hàng của mình, một con heo đó xài mãi mãi, mà mốt muốn lên đời con heo đây mình đổi luôn không vấn đề, miễn là heo mua mình sẽ cho đổi bù để lên những con heo cao cấp hơn, và mình có thể bán từ xe này lên xe khác, mình lên bất cứ cái việc làm bát CNC là xài. Vậy nên đầu tư một lần là xài mãi toàn bộ mọi loại xe. Rồi, hy vọng là mọi người đã hiểu khái niệm về heo thắng.